Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì bên Nguyễn Khánh có đang dựng một cái văn phòng theo hình thức là dạng nhà tiền chế và dùng tấm ốp tường, tấm nano và tấm lam sóng để ốp tường và ốp trần. Thì Nguyễn Khánh có quay video sơ bộ để chia sẻ lên quý vị. Thì đối với lại cái phần khung xương, bên mình đã sử dụng cái sắt vuông 3 có độ dày là 1,2 ly. Khoảng cách khung xương thì là 1 mét cho một thanh, mình cứ hàn đều. Đấy, riêng cái chỗ góc này thì mình kẹp hai cây vuông 3 lại với nhau. Quý vị có thể dùng 36 hoặc là 48, nhưng để cho nó đồng đều giữa các thanh sắt với nhau thì quý vị nên sử dụng một chủng loại 36 hoặc là vuông 3 để trong quá trình thi công nó hạn chế những cái ngóc, những cái góc mà nó không được đều nhau. Và bên mình sử dụng một cái khung bao để làm cửa. Thì cái sắt để làm cửa này mình sử dụng là cửa nhựa hết, nên là cái khung bao của cửa thì dùng sắt 5-10 quý vị. Đấy, và hàn cố định nó xuống nền cũng như là bo xung quanh cái phần sắt xương sắt khung ba này để cho nó chắc chắn. Và đây là cái quá trình mình bắn cái tấm ốp màu trắng, tấm có kích thước rộng 40, dài 3 mét và dày 9 ly. Đây là tấm trắng dùng cho giữa trần quý vị. Và xung quanh thì mình trang trí những cái màu khác để mình tạo cái điểm nhấn. Với lại mình dùng cái màu trắng ở giữa này để cho nó sáng cái phòng. Đấy. Về thi công này thì nó rất là dễ quý vị nhé. Đấy, trong quá trình thi công thì mình thứ nhất là vừa bôi keo lên cái phần khung xương sắt, sau khi đó mình ốp tấm ốp lên, và khi ốp tấm ốp xong thì bắt đầu tiến hành bắt những cái ke quý vị này. Cái ke này là ke inox, mình kẹp vào tấm và mình bắn nó lên trên cái phần khung xương sắt này. Thì cái liên kết giữa cái tấm này với phần khung xương sắt vừa là ke mà vừa là keo, như vậy thì đảm bảo được cái độ chắc chắn giữa tấm và phần khung xương, an toàn, không sợ trong vấn đề rơi rớt. Đấy. Thì cái tấm này nó có kích thước là 3 mét, cho nên khi mình ốp, mình sẽ lấy cái khổ 3 mét, mình làm trọng tâm của cái phần trần. Còn lại hai bên của nó đó, thì mình sẽ dùng các cái thanh lam để mình bo xung quanh, mình trang trí. Thì cuối video này nó sẽ có cái mô hình đã ốp để quý vị có thể là tham khảo cái cách cũng như là cái bố trí làm sao để mình hạn chế được các cái vết nối giữa các tấm với nhau. Bên Nguyễn Khánh thì có những cái tấm như là dài 3 mét này và dài 6 mét. Đối với lại những cái tấm dài 6 mét thì nó sẽ phù hợp những cái trần nào mà nó khoảng 5 mét hoặc 5 mét rưỡi, để mình hạn chế cái khoảng cái điểm cắt quý vị. Còn thi công cái phần này thì nó dễ lắm quý vị nha. Ốp cái trần giữa xong thì bắt đầu tiến hành mình bắt đầu ốp những cái lam, những cái trang trí ở bên ngoài. Đấy là cái mình quay quý vị theo. Bôi keo rất chắc chắn như quý vị nha. Cái keo này là keo chuyên dụng của nó đó, bám dính rất là tốt. Và sau thời gian là 2 ngày thì bây giờ cái mô hình nó cũng tạm tạm rồi. Bây giờ mình quay sơ bộ tiếp tục cho quý vị xem này. Thì đó, ở giữa là tấm trắng, xung quanh á, thì mình dùng những cái thanh lam sóng mình trang trí xung quanh. Mình giống như là mình tạo điểm nhấn, vừa là nhấn cái trần và vừa là nhấn cái lam sóng. Đấy. Còn đây là phía ngoài thì mình phối cái màu này là gọi là màu tấm ốp Zico 29. Thì nó là tấm phẳng 29 và tấm thanh lam 3 sóng. Mình trang trí, mình tạo điểm nhấn. Thì mỗi một quý vị có cái cách tạo điểm nhấn khác nhau. Còn về cái trần ở trong phòng thì mình sử dụng cái thanh lam 5 sóng của màu 19 để tạo điểm nhấn là lam sóng. Còn xung quanh mình dùng những cái tấm nano phẳng với màu vân sồi để mình lấy cái không gian không cho nó sáng, cho nó trắng để làm văn phòng. Đấy, đây là một cái video mình cũng quay sơ bộ. Hiện tại bây giờ chưa xong quý vị ạ. Đấy, sau khi ốp xong tất cả những cái tấm ốp cũng như là tấm lam sóng thì lúc đó tiến hành mình sẽ dùng các cái phào chỉ
những cái nẹp góc, mình bo tất cả những cái cạnh lại, rồi mình chạy những cái chỉ để tạo điểm nhấn. Thì tùy theo mẫu mã, quê,